Hi, và chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại đến với kênh của mình. Thì mình là Zeocat đây. Và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với một cái video về Minecraft mod tiếp theo của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mod rất là kinh dị. Trước khi bắt đầu video á, thì mình khuyến cáo các bạn là video này sẽ kinh dị một chút hơn những cái video mod bình thường. Thì bạn nào mà thấy ghê quá thì để lại cho mình một like là mình thích rồi. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu video thế nào. Thì trước khi vào cái mod thì sau này mình sẽ review mod ở cái map này nha các bạn. Đây là cái map mình tạo rất là lâu rồi. Ok, từ nay mình sẽ làm ở đây. Và ngày hôm nay mình có cài cho mình một cái resource pack. Nó khá là mới và nó sẽ giúp tạo cái độ nét của cái những cái block này trở nên đẹp hơn và giống như thật hơn. Đấy, bầu trời rồi các thứ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái mod. Các bạn đã thấy con bò ở đằng này không? Đó, nó đang bị kiểu như bị lột da cho này, còn mỡ còn xương à đó, giống như bò thiệt vậy đó. Nhưng mà mình thấy cái này cũng không có kinh dị gì lắm đâu, nên mình chỉ khuyến cáo vậy thôi. Muốn các bạn muốn làm được như vậy á thì các bạn cần có cái bản mod này. Thì đầu tiên là chúng ta cần có, đây là những cái dụng cụ. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua dụng cụ trước, đó là một cái dao và một cái đồ để lấy thịt, một cái cưa, một cái mũ, một cái này là gì mình quên rồi, và một cái đồ để sấy hả. Thì các bạn cần phải có một cái lò nướng, móc và máy sấy đó. Bây giờ thì mình sẽ lấy móc và mình máng ở đằng kia. Đây, mình sẽ máng cách khoảng một ô đi để cho nó rộng. Rồi, mình máng tầm vài cái móc thôi. Dưới này thì mình có nuôi một số cái con bò nè. Giờ mình sẽ xuống lấy một số, lấy thịt bọn chúng ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải dao cái này và cái cưa đó. Đầu tiên thì mình sẽ lấy những cái thứ này ra trước thôi. Và chúng ta cầm cái dao bự nè, các bạn thấy cái dao bự không? Rồi các bạn xuống, các bạn lấy thịt từng con bò một. Các bạn chỉ cần đánh vào một cái thôi là nó sẽ chết ngay thôi. Rồi chúng sẽ để lại chúng ta một cái đầu của con bò. Đây không phải là cái đầu nữa nha các bạn. Đây chính là một cái như là nó thu nhỏ lại cho các bạn dễ sử dụng thôi. Rồi, đóng lại. Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái đầu này. À, các bạn chỉ cần máng vào cái móc. À, máng hết đi. Đây mình có rất nhiều. Rồi. À, mình sẽ để link mod ở dưới, bạn nào muốn chơi thì có thể tải về và thử ha. Cũng khá là thú vị đó. Mod này kiểu như đề thật của mình luôn. Và sau khi các bạn làm như vậy rồi, các bạn không biết cách nào để làm như vậy thì các bạn hãy làm theo mình các bước nha, đừng quên là bỏ lỡ bước nào á. Công việc đầu tiên đó chính là các bạn cầm cái cây dao mà lưỡi dài như vậy nè. Rồi các bạn chỉ cần nhấp chuột phải ở trên cái chân của con bò đó. Khi mà các bạn nhấp rồi thì nó sẽ ra một cái dòng I should remove the skin first, rồi thì các bạn sẽ lấy được 10 miếng da, 12 cái gì đó và 5 cục mỡ, 6 cái ruột đó. Đó là thu hoạch đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ thu hoạch hết tất cả cái chỗ này ha. Ok, công việc cũng rất là đơn giản thôi các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ làm hướng dẫn các bạn từng công đoạn, mà từ lấy thịt bò rồi chế biến ra đến thức ăn chính luôn ha. Nó không có đơn giản nhưng mà các bạn nghĩ đâu. Rồi sau khi mà các bạn đã làm như vậy rồi thì chúng ta thu hoạch được rất là nhiều thức ăn nè, thức ăn sống, nội tạng gì đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần lấy nội tạng như là tim, gan, phèo phổi gì đó. Các bạn cũng làm như vậy nhưng mà làm tay không. Đó, các bạn chỉ cần ấn vào cái chân của con bò như vậy thôi. Các bạn ấn mấy dưới này nó cũng đâu có hoạt động được đâu ha. Thì chúng ta sẽ lấy được một trái tim, một cái gì đây, gan hả? Ồ, gan nè. Này hình như bao tử nè. Bởi này mình gì mình không biết. Như tiếng Anh cái đó mình chưa tìm hiểu. Rồi, mình lấy hết tất cả cái con ở đây luôn ha. Mình thu hoạch hết tất cả luôn. Đó, thì cái này các bạn chỉ thu hoạch được một lần trên một con thôi. Các bạn có thể thấy là nó rất là khác ha. Ở đây chúng ta sẽ thu hoạch rất là nhiều. Một cái gì nữa nè. Đây chúng ta đã có chip. Cái này như là ruột già thì vậy. Rồi sau khi mà các bạn đã thu hoạch đến cái bước thứ hai, thứ ba gì rồi, các bạn sẽ đến cái bước này là dùng cưa. Đó, các bạn thấy trên tay mình cầm cây cưa nè. Rồi các bạn cũng ấn vào chỗ lúc nãy luôn. Đó, như vậy là chúng ta sẽ lấy được cái đầu và cái chân của con bò. Đây, hình như là nó không hiện.
Đây chúng ta có thể lấy được não và xương đó. Làm các bước tương tự ở bên đây thôi đó, làm hết tất cả cái con này luôn nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta có não nè, có xương rồi. Giờ sẽ đến phần đến cây dao bự này các bạn. Thì các bạn lấy thu hoạch tất cả của con bò, vì các bạn chỉ cần công việc lấy thịt thôi đó, rất là đơn giản. Công việc cuối cùng là các bạn chỉ cần lấy cái dao bự và chặt thịt vào nó. Ui, hình như cái chỗ này nó hơi bị xung đột boss nên nó hơi bị lag khúc đó ha. Lấy cái này thì các bạn sẽ được đùi nè, thịt nè, rồi hình như là kiểu như là máu đông của nó, vân vân. Rồi sau khi mà các bạn đã lấy xong tất cả như vậy rồi, các bạn không có biết làm gì hết và nó không ăn được nữa, thì các bạn hãy làm theo mình, đó chính là lấy cái lò nướng ra. Mình sẽ cắt thịt này vào đây. Ây da, nhầm sorry. Đây mình sẽ cắt vào đây. Rồi các bạn chỉ cần lấy cái lò nướng ra và để ở đây. Đấy, thì cái này các bạn phải cần có than để vào. Than để vào thì nó mới có thể đốt và cháy lên để mà nướng thịt được. Và mình đã chỉnh thành chế độ sáng tạo và lấy một ít than gỗ à, lúc nãy mình quên chuẩn bị. Thì các bạn chỉ có thể sử dụng than gỗ để mà nướng thịt, nướng đồ này nọ thôi nha. Các bạn không thể nào mà sử dụng than bình thường, than đá được đâu. Rồi các bạn chỉ cần đứng một chỗ và để than vào thôi. Hình như là đủ 4 cục nó mới có thể cháy được. Đó. Khi mà các... Sorry, để mình trời mình vừa nướng là trời nó mưa luôn. Sau khi mà các bạn đã chuẩn bị xong như vậy rồi thì các bạn chỉ cần lấy dụng cụ đánh lửa ra và châm lửa lên thôi. Đó. Đó, các bạn có thể thấy là lửa bắt đầu nó bốc lên rồi nè. Nó rất là bùng cháy ha, kiểu như mình nướng thức ăn ngoài trời vậy đó. Mình nướng ở đây hai cái luôn. Cái này mình đi cắm trại thì rất là tuyệt vời. Ok, như vậy là các bạn chỉ cần để thịt rồi để đùi vào các thứ thôi. Ở đây chúng ta có thể nướng thịt nè. Rồi cái này hình như là cái này mình vừa nhớ ra bây giờ mình quên mất rồi. Nướng đùi nè. Đó. Mấy cái thứ mở mở. Bao tử để mình lấy thử bao tử xem nướng được không. Ok, nướng luôn các bạn ơi. Miễn trong con người thân thể con bò là mình có thể nướng được tất cả nha. Trái tim nè, gan nè. Ở lúc nãy mình vừa thu hoạch là cái gì đây? Bao tử, đúng rồi. Mỡ, chỉ có mỡ là các bạn không thể nướng thôi. Cái này cũng không được luôn. Để mình thử nướng ruột thêm. Không được luôn. Ok, chỉ có những miếng thịt và... để xem não. Não bò luôn nha các bạn. Não bò các bạn ăn vào thì rất là tốt. Rồi, các bạn chỉ cần việc đợi, ngồi đợi thôi. Trong khi ngồi đợi á, thì các bạn... mình có thể dùng việc máy sấy. Máy sấy thì các bạn phải cần có một cái đây. Cái này cái South Extruder gì đó. Các bạn chỉ cần gắn vào đây. Và các bạn cần phải dùng đến cái ruột này nè. Để mà như là phải nó bôi trơn gì đó. Các bạn chỉ cần để miếng thịt vào đây và đặt lên đây. Rồi các bạn chỉ cần ấn việc sấy thôi. Công việc của cái máy này đó chính là xay thịt, xay mấy cái thức ăn trong con bò mà các bạn nướng đó, thức ăn sống nha. Ok, bây giờ mình sẽ xay cho các bạn, không biết nó sẽ ra cái gì đây, thì chúng ta sẽ chờ xem. Ok, xay xong thì chúng ta sẽ có một cái xúc xích bò đem lên nướng luôn. Ok, nướng xúc xích luôn. Như cái xúc xích này nó có dinh dưỡng nhiều hơn mấy cái thứ kia. Ôi, lúc nãy mình vừa nướng xong thì hình như là nó đã rớt xuống dưới này rồi các bạn ơi. Để mình bật bếp lửa lên cho nó sáng nào. Nếu mà các bạn nướng lâu quá, các bạn không xem chừng kỹ là nó sẽ bị mắc nha các bạn. Tại vì như nướng lâu quá thì mình biết là nó có thể bị cháy, bị khét. Rồi bây giờ mình sẽ nướng lại, mình sẽ đợi đi. Mình chỉ nướng một thứ thôi, đó chính là thịt. Ok, giờ chúng ta sẽ đợi nó. Ở đây cũng bị biến mất luôn nè. Giờ mình chỉ cần đợi thôi. Lúc nãy vừa mình chưa có kịp quay ra nữa là nó đã bị cháy hết rồi. Đó, đây là cái công dụng của cái máy quay. Các bạn có thể xay tất cả những cái thứ mà các bạn thu hoạch từ con bò đó. Theo mình thấy là những cái thứ này nó nướng rất là lâu ha.
mình đợi cũng khá là lâu. Wow, cái resort pack này cũng khá là đẹp nè. Ồ, như trời chuyển mưa. Thôi nướng lẹ đi. Đây. Đây là cái đồ mà các bạn đã nướng thành công mà các bạn có thể ăn. Hiện tại là mình chưa có được, chưa có bị đói. Đó, như vậy là chúng ta đã có một cái chiến lợi phẩm từ ngày hôm nay. Nguyên ngày hôm nay làm công việc là lấy bò, rồi làm thịt, rồi nướng các thứ. Đây nè, đó, nướng thịt thành thịt chín đây nè. Cái nào nướng thì nó cũng chín như nhau đấy các bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem clip này. Nếu mà các bạn thấy clip này hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, cũng như là đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những video mod mới nhất từ kênh của mình nha. Và bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và nếu có cái mod gì thì các bạn có thể gửi để lại một comment để cho mình biết, và mình sẽ làm theo ý của các bạn ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Bye.